Trong cái uh, loạt bài về uh, Covid-19 từ phòng thí nghiệm cho đến giường bệnh uh, hôm qua thì chúng ta đã nghe cái bài của về tổng quan của SARS-CoV-2 của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Khôi và tiếp theo trong cái chương trình này thì ngày hôm nay tôi sẽ nói về uh, các cái xét nghiệm chẩn đoán của SARS-CoV-2 à uh, các bạn có thể cập nhật vào cái phần mềm Slideo uh, theo cái uh, slide trên để mà chúng ta sẽ cho các cái câu hỏi uh, trong cái bài trình bày ngày hôm nay. Thì uh, đối với uh, chẩn đoán của uh, tôi tạm gọi nhanh là COVID-19 cho nó nhanh. Thì uh, cái xét nghiệm đầu tiên là chúng ta sẽ cho làm xét nghiệm máu bao gồm một số những cái xét nghiệm máu tổng quát thường quy mà chúng ta thường làm thôi đầu tiên đó là cái công thức máu đối với các cái bệnh nhân mà bị nhiễm covid 19 thì đại đa số các trường hợp thì chúng ta sẽ thấy ghi nhận đó là cái số lượng bạch cầu trong máu thường đó là bình thường hoặc một số ít trường hợp là nó sẽ bị giảm cái số lượng lympho thường là nó giảm, nó chiếm khoảng 80% các cái trường hợp. Và đặc biệt là lympho máu thì thường nó giảm trong cái nhóm những cái bệnh nhân mà diễn biến nặng. Và các bạn lưu ý rằng là trong cái chẩn đoán của một cái bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 khi mà làm công thức máu thì chúng ta sẽ dựa vào cái yếu tố rất là quan trọng này để mà chẩn đoán bệnh. Về cái CRP tức là cái C uh, uh, reactive protein thì thường nó là bình thường hoặc là tăng. Còn PCT tức là procalcitonin thì thường nó là bình thường. Thì đây là những cái dấu chứng rất là quan trọng để gợi ý cho chúng ta chẩn đoán một cái bệnh nhân bị nhiễm Covid-19. Ngoài ra thì ta thấy rằng là trong có một số những cái trường hợp uh, mà người bệnh có thể có biểu hiện của tình trạng tăng các cái men gan AST, ALT hoặc là tăng CK, uh, uh, LDH và trong những cái trường hợp mà diễn biến nặng đó thì ta sẽ thấy rằng là bệnh nhân sẽ có biểu hiện uh, của một cái tình trạng suy chức năng của các cơ quan uh, và có tình trạng rối loạn đông máu, uh, rối loạn điện giải và toan kiềm Đây là cái kết quả về cận lâm sàng của 31 bệnh nhân là đầu tiên bị bệnh được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được cung cấp bởi Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính. Thì trong 31 bệnh nhân này của Việt Nam mình thì chúng ta ghi nhận là bạch cầu trong máu đại đa số các trường hợp nó sẽ ở trong khoảng từ 4.000 cho tới 10.000 tức là trong cái giới hạn bình thường và chỉ có khoảng 13% trường hợp là nó dưới 4.000 còn cái trường hợp mà là tăng cái số lượng bạch cầu thì rất là hiếm nó chỉ có tỷ lệ là khoảng 3% các trường hợp rất hiếm như vậy ta ghi nhận rõ ràng cũng giống như y văn nói đại đa số các trường hợp bạch cầu máu của bệnh nhân sẽ là ở mức độ bình thường hoặc là giảm về tiểu cầu đó thì cái số lượng trong cái chúng ta thống kê trong cái 31 bệnh nhân này thì thấy rằng là cái số lượng tiểu cầu mà nó giảm dưới 150.000 trong 1mm khối nó chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 10% còn cái tiểu cầu mà bình thường trên 150.000 thì nó khoảng 90 các trường hợp như vậy thì ta thấy rằng là đại đa số các trường hợp của mà chúng ta ghi nhận ở cái nhóm bệnh nhân 31 bệnh nhân này của chúng ta đó thì đại đa số cái số lượng tiểu cầu của bệnh nhân nói chung là nó bình thường, đại đa số nó bình thường CRP thì cũng ghi nhận rằng là uh, có tính 80% những cái bệnh nhân là nó dưới 6 và lớn uh, lớn hơn hay bằng 6 thì nó là 20% như vậy ta thấy rằng là cái chỉ số CRP nói chung đại đa số các trường hợp nó cũng ở mức độ bình thường, nó không có tăng và Procancitonin PCT thì uh, uh, trong 31 bệnh nhân này thì chúng ta ghi nhận đại đa số các bệnh nhân là có PCT nhỏ hơn 0,25 chiếm đến 95% các trường hợp và PCT nó nằm ở trong khoảng từ 0,25 cho tới 0,5 nó chiếm 5%. Như vậy tụ trung là chúng ta sẽ thấy rằng là gần như tất cả các bệnh nhân đều có cái PCT nó dưới 0,5 nanogram trên ml tức là không có biểu hiện của một cái tình trạng nhiễm trùng à, nhiễm trùng theo kiểu nhiễm trùng sinh mũ và đó là những cái dấu chứng mà trên thực tế những cái bệnh nhân ở Việt Nam mình ghi nhận Cái xét nghiệm thứ hai mà chúng ta cần phải tiến hành và cũng rất là quan trọng đó là các cái chẩn đoán về mặt hình ảnh tức là chụp x-quang, chụp CT ngực để chẩn đoán cái bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 thì chúng ta lưu ý rằng là chụp CT ngực thì nó tốt hơn là x-quang ngực rõ ràng là chụp CT ngực thì nó có thể phát hiện được những cái trường hợp sớm và cái độ nhạy để phát hiện tổn thương của CT ngực thì tốt hơn X quang ngực nhiều. Những cái tổn thương mà viêm phổi à, xuất hiện trên phim X quang ngực sau khi mà chúng ta được đối chứng lại với phim CT ngực thì cho thấy rằng là khi mà chụp CT ngực thì nó phát hiện à, tăng hơn đến gần 30% những cái tổn thương viêm phổi xuất hiện trên phim X quang mà nó không có rõ ràng. À, như vậy thì rõ ràng là chụp CT ngực là nó tốt hơn là chụp X quang ngực uh, nhiều. Uh, tuy nhiên chúng ta cũng ghi nhận rằng là ở những cái giai đoạn sớm hoặc là bệnh nhân chỉ biểu hiện của viêm đường hô hấp trên, tức là trong trường hợp mà một số những cái bệnh nhân khi mà nhiễm uh, COVID-19 ở mới cái giai đoạn sớm hoặc là giai đoạn đầu tiên mà virus nó chỉ mới tấn công tới cái vùng hầu họng của uh, người bệnh thôi thì lúc đó chúng ta có thể sẽ thấy là X quang là bình thường. À, chính vì cái độ nhạy của cái chẩn đoán hình ảnh à, nhất là trên CT ngực à, à, rất là tốt để mà phát hiện những dấu chứng sớm có tổn thương trên phim à, X quang trên trong phổi trên phim CT ngực. Do đó, cái à, trong cái cuộc dịch đầu tiên đã xảy ra ở thành phố Vũ Hán à, được thực hiện. À, tại cái bệnh viện đại học vũ hán đó thì người ta sử dụng cái ct ngực cho bệnh nhân như là một cái tiêu chí để chẩn đoán sớm, thậm chí là người ta thấy rằng là có những cái tổn thương xuất hiện trên ct ngực theo kiểu viêm phổi của người bệnh có thể xuất hiện sớm trên ct ngực mà trước khi à, chúng ta à, có thể cấy và tìm ra virus như vậy thì rõ ràng cái việc mà chúng ta chụp cái ct ngực để chẩn đoán sớm bệnh nhân bị nhiễm covid nó cũng là một cái tiêu chí rất là quan trọng. Thế thì những cái biến đổi gì trên cái tổn thương hình ảnh ở một cái bệnh nhân bị bị nhiễm Covid thì người ta thấy rằng là ở những cái giai đoạn sớm tức là nó xảy ra vào khoảng 4 ngày đầu tiên sau khi bệnh nhân bị khởi phát triệu chứng thì những cái hình ảnh mà chúng ta thường gặp ở cái bệnh nhân đó là hình ảnh dạng kính mờ tức là Glass Pattern và thường gặp nhất là dấu hiệu hình kính mờ và cái phân bố chủ yếu là nó nằm ở cái khu vực ở sát và dưới màng phổi và cái đáy của nó đó thì cái đáy mà đáy lớn của nó đó nó nằm ở ngay sát ở dưới màng phổi và thường nó lại xảy ra ở thùy dưới và tuy nhiên chúng ta cũng ghi nhận rằng là ở những cái giai đoạn sớm này thì có một số những cái bệnh nhân thì có thể có cái CT ngực là nó à, bình thường cho nó không có tổn thương gì cả. Ở cái giai đoạn tiến triển tức là khoảng 5 cho tới 8 ngày sau khi bệnh nhân bị khởi phát triệu chứng thì những cái tổn thương trên phổi của bệnh nhân thường nó sẽ à, trong trường hợp nặng nó sẽ diễn tiến nhanh nó và nó sẽ gây ra một cái tình trạng tổn thương ở cả hai phổi và nó phân bố nhiều thùy với các hình ảnh trên cái chẩn đoán hình ảnh đó là chúng ta cần phải hết sức ghi nhớ là bởi vì đây là những cái dấu hiệu những cái dấu chứng tương đối sớm mà chúng ta thường phát hiện và nó góp phần cho chúng ta chẩn đoán một bệnh nhân bị viêm phổi do COVID-19. Đó là ở trong cái giai đoạn tiến triển thì những cái hình ảnh trên phim mà uh, CT uh, trên phim X quang chúng ta có thể ghi nhận các dấu chứng đó là hình ảnh kính mờ ground glass pattern hoặc là những hình ảnh mô kẻ nốt lưới theo kiểu của viêm phổi mô kẽ. Cái dấu hiệu thứ ba mà chúng ta có thể uh, ghi nhận đó là cái hình ảnh dạng khảm, tức là cái crazy paving pattern. Cái uh, cái hình ảnh dạng khảm nó chính là cái hình ảnh uh, mặt kính mờ nhưng mà sau khi uh, tiến triển hơn của hình ảnh mặt kính mờ thì nó gây ra cái tình trạng phù và sơ ở mô kẽ và từ đó nó sẽ phát triển lên, nó biểu hiện cái hình ảnh uh, là trên uh, CT uh, thường thấy rõ hơn trên X quang đó là hình ảnh dạng khảm và cuối cùng là chúng ta có thể sẽ thấy cái hoặc là chúng ta có thể thấy cái hình ảnh của một cái đông đặc uh, đông đặc phổi và cái đặc điểm nó vẫn là cái phân bố ở dưới màng phổi là chủ yếu uh, và cái chủ yếu là nó xuất hiện ở thùy dưới của phổi đó là cái giai đoạn tiến triển và cũng thưa với các bạn uh, khi mà chúng ta phát hiện bệnh thì thường là bệnh nhân ở cái giai đoạn tiến triển này do đó các cái dấu chứng về tổn thương hình ảnh trên phim thì nó rất là quan trọng và chúng ta cần phải lưu ý giai đoạn tiếp theo là giai đoạn đỉnh bệnh tức là nó xảy ra vào khoảng 9 cho tới 13 ba ngày sau khi mà bệnh nhân bị phát hiện triệu chứng thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái dùng đông đặc của người bệnh nó sẽ trở nên dày đặc hơn và trong một số những trường hợp bệnh nhân sẽ phát triển rất nhanh đi tới cái tình trạng siêu hấp của cái hội chứng nguy cập hấp cấp ở người lớn tức là ARDS thì lúc đó trên phim phổi thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái phổi nó giống như là phổi trắng tức là nó trắng cả hai phế trường biểu hiện của một cái tình trạng ARDS và ngoài ra trong cái giai đoạn này chúng ta cũng có thể sẽ phát hiện ra những cái giải sơ phổi Giai đoạn cuối cùng là giai đoạn tái hấp thu, tức là nó xảy ra vào khoảng 14 ngày sau khi bệnh nhân bị uh, khởi phát triệu chứng. Lúc này thì chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân không còn cái hình ảnh dạng khảm nữa, tức là nó không còn cái trên trên phim uh, X quang hoặc là trên phim CT, chúng ta sẽ không thấy hình ảnh dạng khảm nữa. Tuy nhiên cái hình ảnh mặt kính mờ ground glass pattern nó có thể nó vẫn còn và lúc đó nó có thể À, nó đưa đưa đến một số những trường hợp nó đưa ra nhờ, đưa đến những cái di chứng là chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh các cái kén phổi các cái uh, sơ phổi nó xuất hiện ở trên phổi của người bệnh đây là hình ảnh của một cái viêm uh, phổi mô kẻ ở trong cái giai đoạn sớm giai đoạn tiến triển của người bệnh trên phim uh, trên phim X uh, quang phổi thường thì chúng ta cũng thấy rằng là các cái tổn thương nó rải rác khắp cả hai phế trường và tổn thương trên phim phổi này thì là tổn thương là nốt nodular và lưới reticular nó khắp cả hai phế trường nhưng mà chủ yếu nó tập trung ở cái thùy dưới của hai cái phổi trên phim ct thì chúng ta sẽ thấy các cái tổn thương theo kiểu diêm phổi mô kẻ càng rõ hơn với các tổn thương là nốt là lưới nó nằm khắp cả hai phế trường bên phải và bên trái và đây là cái hình ảnh của diêm phổi mô kẻ với tổn thương nốt lưới đây là cái hình ảnh mà chúng ta nói rằng ở giai đoạn sớm hoặc là giai đoạn tiến triển chúng ta rất là thường gặp là dấu hiệu mặt kính mờ, round glass pattern. Chúng ta sẽ thấy rằng là trên cái mặt cắt của cái phim CT này chúng ta sẽ thấy một cái hình ảnh nó mờ, nó mờ ha. Cả hai phế trường và nó nằm ở thùy dưới của phổi. Và trong cái mặt kính mờ này đôi khi chúng ta sẽ thấy những cái hình ảnh giống như là cành cây và chúng ta thấy cái dấu hiệu này chúng ta gọi là cái dấu hiệu e Ram e Ram và cái tổn thương này trên phim x quang uh, trên phim ct này chúng ta gọi là dấu hiệu mặt kính mờ khi mà cái dấu cái tổn thương mặt kính mờ mà nó phát triển hơn tức là khi mà tình hình mô kẻ của bệnh nhân bị phù nề và sơ quá nhiều hơn nữa thì lúc đó từ cái mặt kính mờ nó sẽ phát hiện chuyển lên thành một cái dấu hiệu khác chúng ta gọi là dấu hiệu hình ảnh dạng khảm uh, có uh, cái từ tiếng anh của nó là crazy paving pattern nhưng mà có một số uh, thầy cô của mình dịch ra là đá lót dĩa hè rồi gì đại khái vậy đó thì uh, thì uh, thì uh, cái dấu hiệu này nó gọi là cái dấu hiệu crazy paving pattern chúng ta sẽ thấy là trên nó uh, ở đây Uh, những cái mô kẻ tương đối là nó uh, trên cái uh, trên cái phim chúng ta sẽ thấy hình ảnh mô kẻ tương đối là nó nổi trội và nó ngăn cách thành các cái ô uh, bên trong là uh, cái dấu hiệu nó giống như là mặt kính mờ nhưng mà đậm độ nó cao hơn uh, nó rổ rỗ như thế này và cái dấu hiệu này chúng ta sẽ gọi là cái dấu hiệu dạng khảm resin paving pattern đây là một cũng là một cái dấu hiệu dạng khảm mà chúng ta thấy trên phim x quang thường cái biểu hiện nó cũng giống như là cái kiểu của mô kẻ nhưng mà ngoài các cái mô kẻ này thì chúng ta thấy nó đã bắt đầu nó tập trung trở thành những cái ô và trong những cái ô đó thì chúng ta thấy rằng là nó đã có cái biểu hiện mờ mờ bên trong cái ô đó và trên cái phim ct scan thì chúng ta thấy rất là rõ cái biểu hiện theo kiểu của hình ảnh dạng khảm đây là những cái mô kẻ nó lên nó tạo thành các cái ô và riêng lẻ và trong cái ô này thì chúng ta thấy hình ảnh mờ mờ thì chúng ta sẽ gọi cái tổn thương này là tổn thương giãn khạm à, một cái tổn thương cũng rất là thường gặp ở cái giai đoạn tiến triển của người bệnh và kể cả những giai đoạn sớm của người bệnh đó là dấu hiệu đông đặc à, của nhu nhu mô phổi và chúng ta thấy rằng là trên cái phim mà mặt cắt của cái phim ct này thì đây là biểu hiện của một cái tình trạng đông đặc của nhu mô phổi và cái đông đặc này thì chúng ta thấy cái tình hình nó như thế nào vì nó là giai đoạn sớm do đó chúng ta thấy chỉ có đông đặc ở thùy dưới của phổi phải thôi là có một cái dùng đông đặc nhưng mà dùng đông đặc này nó có đặc điểm cái thứ nhất thường là ở bệnh nhân covid đó, thì chúng ta sẽ ghi nhận rằng là cái đặc điểm của nó thường là nó xuất hiện ở thùy dưới là nhiều cái thứ hai là cái mặt đáy tức là mặt lưng của nó đó thường nó nằm áp sát cái màng phổi, thường nó áp sát màng phổi là cái mặt lớn của nó đó, đó là đặc điểm của nó là như vậy và thường ở giai đoạn sớm thì chúng ta sẽ chỉ thấy một một hai dùng đông đặc thôi, nhưng mà trong cái giai đoạn mà bệnh tiến triển và những cái giai đoạn bệnh nặng thì chúng ta sẽ thấy các cái dùng đông đặc này nó sẽ lan tỏa ở nhiều cái thùy hoặc là phân thùy của phổi À, đây là một cái à, à, trên cái phim CT này chúng ta thấy là các cái vùng đông đặc nó cũng mang cái đặc điểm giống như tôi à, vừa mô tả đó là đặc điểm của COVID-19 nhưng mà ở cái giai đoạn tiến triển thì này trên bệnh nhân này thì chúng ta thấy các các cái vùng đông đặc nó xuất hiện nhiều cả bên phải và bên trái với nhiều cái vùng đông đặc của phổi. Và đây là một cái hình mà chúng ta thấy rằng là đây là một cái bệnh nhân khi tiến triển tới cái giai đoạn những cái giai đoạn nặng về sau này thì các cái tổn thương đông đặc nó xuất hiện cả hai bên phổi và ở nhiều thùy nhiều phân thùy khác nhau và trong cái vùng đông đặc này thậm chí trên phim CT chúng ta thấy cái hình ảnh nhánh cành cây e bronchogram đây e bronchogram đây thì bronchogram đây tức là đây là các cái vùng đông đặc và các vùng đông đặc nó xuất hiện ở nhiều thùy phổi và có khi ở cả hai bên phổi khi mà những cái tình hình bệnh nhân viêm phổi, một số những cái bệnh nhân bị viêm phổi nặng. Chúng ta biết rằng là có 4% khoảng 4% những cái bệnh nhân mà bị viêm phổi do Covid-19 nó sẽ diễn biến nặng và nó sẽ diễn biến tới cái tình trạng nguy cấp cái hội chứng IADS tức là nguy cấp hô hấp cấp của người lớn. Và khi bệnh nhân đi vào cái IADS thì lúc đó ta sẽ thấy cái phổi gần như là nó tràn ngập nó bị đông đặc, nó xóa trắng và thường thường trong đây là cái dấu hiệu mà chúng ta thấy ở một cái bệnh nhân bị AIDS do viêm phổi do Covid-19 và cái dấu hiệu này thì ta gọi là dấu hiệu phổi trắng, phổi trắng, white lung, tức là cái dấu hiệu của AIDS. À, chúng ta ghi nhận à, tại bệnh viện à, Nhiệt đới Trung ương trên 31 bệnh nhân đầu tiên thì những cái tổn thương trên X quang mà chúng ta ghi nhận ở Việt Nam mình nó như thế nào. Thì người ta ghi nhận rằng là cái tổn thương phổi thì thường gặp ở khoảng 84% bệnh nhân. Tức là những cái bệnh nhân có bệnh thì chúng ta thấy rằng là có tổn thương trên phổi nó xuất hiện trên khoảng 84% bệnh nhân. Và cái tổn thương phát hiện trên X quang ngực nó phát hiện trên phim X quang ngực thường quy khoảng 52%. Nhưng mà tổn thương mà phát hiện bằng cái phim CT scan thì nó tăng cao hơn hẳn nó đến khoảng 75%. giống như cái dấu chứng đầu tiên mà cái, cái câu đầu tiên mà tôi nói thưa với các bạn đó là giữa cái chẩn đoán hình ảnh thì rõ ràng là ct scan nó có, sẽ có độ nhạy tốt hơn là cái phim x quang thường và trong cái uh, cuộc dịch tại bệnh viện uh, đại học vũ hán thì người ta sử dụng cái phim ct scan để như là một cái tiêu chí để chẩn đoán và chẩn đoán sớm những bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Trên 31 những cái bệnh nhân đầu tiên này của chúng ta ở bệnh viện được điều trị tại bệnh viện bệnh viện đới đó thì chúng ta ghi nhận rằng là các cái tổn thương phổi ở một bên nó xảy ra trong khoảng 24%, 25% các trường hợp và xảy ra ở hai bên trong 75% các trường hợp. Vị trí tổn thương thì nằm ở đỉnh phổi, thủy đỉnh nó khoảng 23% các trường hợp Thùy giữa nó khoảng 60% các trường hợp Và ở đáy, đáy phổi tức là hai cái cái thùy dưới của phổi á, Nó chiếm khoảng 77% các trường hợp Như vậy thì tụ trung nó cũng thể hiện một cái đặc điểm rất là rõ ràng Ở những cái bệnh nhân bị viêm phổi do Covid Đó là các cái tổn thương viêm phổi nó thường xuất hiện ở thùy dưới của phổi trong cái cái số bệnh nhân này của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là nó chiếm đến khoảng 77% là có tổn thương ở thùy 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 dưới ngoài ra dĩ nhiên nó có thể có những cái tổn thương ở những cái thùy khác và chúng ta cũng ghi nhận rằng là cái thời gian xuất hiện tổn thương phổi từ khi khởi phát là khoảng 6,2 cộng trừ 4 ngày đây là một số những cái hình ảnh trên phim X quang ngực ở 31 bệnh nhân mà chúng ta ghi nhận được điều trị tại bệnh viện bệnh viện đối Trung ương À, trên các phim phổi này thì chúng ta thấy tổn thương của nó là nốt và lưới tức là biểu hiện trên phim này là tổn thương của một viêm phổi mô kẻ cái tổn thương khác mà chúng ta ghi nhận trên cái phim của bệnh nhân này đó là các nốt đông đặc nó rải rác nằm ở thùy trên của phổi phải còn trên cái phim này thì chúng ta thấy là có một cái đông đặc nó nằm sát ở uh, ngoại biên và làm rìa và cái dùng đông đặc này thì chúng ta thấy rằng là cái đáy của lớn của nó nó nằm sát ở cái màng phổi cũng là khá đặc thù cho cái dấu biểu hiện hình ảnh của những cái bệnh nhân bị uh, nhiễm COVID-19. Tổng kết về các cái đặc điểm hình hình ảnh của uh, các lớp vi tính là trên 31 những cái bệnh nhân uh, được điều trị tại bệnh viện bệnh giật đới uh, của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là trong cái giai đoạn sớm tức là 5 ngày đầu thì các cái hình thái tổn thương hay gặp đó là kính mờ, dày tổ chức kẻ và dày thành phế quản. Cái dấu hiệu dày thành phế quản ít gặp. Như vậy chủ yếu là dấu hiệu kính mờ và dày tổ chức kẻ. Còn các cái kích thước tổn thương chủ yếu là các cái nốt nhỏ tức là đường kính nó dưới 3cm hoặc là các cái đám nhỏ. Về phân bố tổn thương thì chúng ta thấy rằng là ưu thế là nó nằm ở ngoại vi nằm ở sát màng phổi nằm ở dùng thấp tức là các cái thùy dưới của phổi và nằm ở sát thành ngực sau các cái tổn thương thì thường nó xuất hiện ở hai bên dĩ nhiên ta cũng hiểu rằng là khi mà nó đã xuất hiện tổn thương ở hai bên thì thường là bệnh nhân ở giai đoạn nặng và các cái tổn thương nó phân bố rải rác nó không có tính đối xứng và nó cũng không có tính hệ thống theo phân thùy gì cả đây là một số những cái đặc điểm hình ảnh về các lớp vi tính mà chúng ta ghi nhận một số những cái hình ảnh mà chúng ta ghi nhận ở trên các cái bệnh nhân 31 bệnh nhân này của chúng ta đó là ở giai đoạn sớm chúng ta thấy cái tổn thương của nó là những cái tổn thương nốt lưới và tổn thương đông đặc nằm ở sát ở màng phổi với cái đáy nó nằm lớn nó nằm ở sát cái màng phổi trên bệnh nhân này cũng vậy. Ngoài các cái tổn thương là nốt lưới thì các cái khối đông đặc thường nằm ở ngoại biên và nằm ở thùy dưới và trên bệnh nhân này là tổn thương đông đặc nó nằm cả hai phổi trong cái giai đoạn tiến triển thì chúng ta ghi nhận rằng là nếu trong trường hợp mà bệnh nhân mà tiến triển tốt đó thì bệnh nhân có thể tổn thương giữ nguyên những cái tính chất như là kính mờ với kích thước và sự phân bố của nó nó sẽ giảm đi cái thể tích của nó hoặc là nó mất đi cái tổn thương hoặc là phổ trở về bình thường đó là những cái trường hợp mà diễn tiến tốt còn những cái trường hợp mà nó diễn tiến xấu hơn thì chúng ta sẽ thấy rằng là các cái hình thái tổn thương đó là các cái vùng kính mờ nó sẽ trồng lấp với dày tổ chức mô kẻ nó tạo thành những cái hình ảnh mà hồi nãy tôi gọi là hình ảnh à, dạng khảm đó thì của thầy kính thầy dùng cái từ gọi là hình ảnh lát đá dĩa hè tức là crazy paving pattern hoặc là những cái đông đặc dạng nốt hoặc là dạng giải hoặc là cái dấu hiệu sai đảo ngược reverse sai tức là dấu hiệu của viêm phổi tổ chức quá về phân bố của tổn thương đó thì chúng ta ghi nhận rằng là cái số lượng thùy phổi tổn thương nó sẽ tăng lên dĩ nhiên khi mà cái bệnh nó nặng lên thì cái cái số lượng thùy phổi cũng như số lượng tổn thương nó sẽ tăng lên có trường hợp là tất cả các phân thùy đều chứa các tổn thương và tổn thương có cái xu hướng nó lan từ ngoại di vào trung tâm tiểu thùy và một cái số đám tổn thương nhỏ có xu hướng hợp lưu tạo thành dùng tổn thương với kích thước lớn hơn nhưng mà không thấy hệ thống theo cái phân thùy đó là đặc điểm à, tùy theo cái diễn biến tốt hay xấu và đây là cụ thể hình ảnh của một số những cái bệnh nhân mà chúng ta ghi nhận trong số 31, những bệnh nhân đầu tiên mà chúng ta điều trị. Đây là hình ảnh chúng ta ngoài các cái hình ảnh sơ thì chúng ta thấy có hình ảnh đông đặc nó nằm ở thùy trên phổi phải. Còn riêng của bệnh nhân này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái hình ảnh đông đặc nó nằm ở sát của cái bờ ngoại biên và sát với cái bờ ngoài của cái thành ngực. Với cái đáy lớn của nó là nó tựa vào cái bờ ngoài của thành ngực. Ngoài ra chúng ta cũng thấy có một số những cái à, tổn thương đông đặc, rải rác ở những nơi khác. À, đây là một cái dấu hiệu nó gọi là reverse halo -hal sign, tức là cái halo sign đảo ngược nó chứng tỏ có một cái tình trạng viêm phổi tổ chức quá. Thường thường những cái dấu hiệu này xảy ra ở những người bệnh nhân đã bị à, covid 19 và các cái à, tình hình của bệnh diễn biến nặng hơn, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy ngoài các cái dấu hiệu đông đặc rải rác thì lúc đó chúng ta sẽ thấy cái dấu hiệu là halo sai là dấu hiệu một cái quần sáng đảo ngược chúng ta sẽ thấy một cái một cái một cái hang nó như thế này nhưng mà bên ngoài nó sẽ có những cái tổ chức đông đặc chung quanh ở bên ngoài và dấu hiệu này là chúng ta gọi là dấu hiệu halo sai đảo ngược trên bệnh nhân này trên cái lát cắt ngang uh, transverse thì chúng ta cũng thấy cái dấu hiệu này là dấu hiệu halo sai đảo ngược chứng tỏ có một cái tình trạng viêm phổi tổ chức quá. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng là khi mà bệnh nhân đã có cái dấu hiệu đó rồi là cái giai đoạn à, giai đoạn nặng của bệnh nhân rồi. Trong cái giai đoạn tiến triển thì chúng ta thấy rõ ràng à, đây là các cái dấu hiệu cho thấy các cái tổn thương nó càng nhiều hơn và nó xuất hiện ở nhiều thùy hơn, nhiều thùy phổi hơn với các cái dấu hiệu cũng đông đặc, à, cũng sơ quá, cũng tổn thương nốt và mô kẻ đông đặc và nó xuất hiện ở nhiều thùy phổi trong cái giai đoạn tiến triển của người bệnh và chúng ta ghi nhận rằng là trong cái giai đoạn di chứng thì có thể một số những cái bệnh nhân có thể diễn biến thuận lợi thì nó sẽ hết đi, à, nó có thể mất hết các cái hình ảnh tổn thương trên phổi nhưng mà một số bệnh nhân nhất là những bệnh nhân nặng sau khi đã đỡ bệnh rồi thì nó sẽ để là cái di chứng và cái di chứng trên cái phim chẩn đoán hình ảnh mà chúng ta sẽ ghi nhận đó là các cái dấu chứng về sơ hóa phổi và đặc biệt là các cái dấu chứng về giống như là cái các cái tổ ong tổ ong trên phổi đó là các cái dấu chứng mà trên phim hình ảnh mà chúng ta thường gặp nhất à, tôi đưa à, xin phép sẽ đưa thêm các cái dấu chứng hình ảnh à, đây là một cái nghiên cứu à, được công bố tại cái bệnh viện đại học vũ hán à, trong cái cuộc dịch vũ hán nó làm nghiên cứu về chẩn đoán hình ảnh trên 81 bệnh nhân được nhập viện vào ngày từ ngày 20 tháng 12 năm 2019 cho đến ngày 23 tháng Giêng năm 2020. Và trong 81 bệnh nhân này nó chia ra làm 4 nhóm bệnh nhân và cuối cùng thì nó ghi nhận rằng là đại đa số các cái tổn thương trên phim phổi nó ghi nhận là ở nằm cả hai bên phổi nó chiếm tỷ lệ đến 79%. Nó cũng giống như các cái số liệu hồi nãy giờ mà tôi đã cung cấp cho các bạn. Và tổn thương nằm ở ngoại biên nó đến 54%. Và các cái tổn thương mà mờ thì chiếm khoảng 81%. Và cái hình ảnh mà mặt kính mờ crowd Class uh, pattern thì nó chiếm đến 65% các trường hợp là có dấu hiệu của mặt kính mờ. Và chủ yếu là nó nằm ở cái thùy dưới của phổi bên phải. À, nó chiếm khoảng 27% của các trường hợp và trong 81 những cái bệnh nhân này thì người ta cũng ghi nhận rằng là các cái tổn thương thì chủ yếu là nó nằm ở một bên và nó chiếm khoảng à, một bên phổi thôi nó chiếm khoảng 60% các trường hợp và nó nhiều thùy nó chiếm khoảng 53% các trường hợp và cái dấu hiệu mặt kính mờ nó xuất hiện trong 93% các trường hợp và các cái tổn thương nó nhanh chóng nó sẽ tiến triển à, tiến triển thành hai bên nó tổn thương thành hai bên phổi trong 90% các trường hợp và lan tỏa trong 52% các trường hợp dấu hiệu nổi trội là dấu hiệu mặt kính mờ nó xảy ra trong khoảng 81% các trường hợp và như vậy thì cái dấu hiệu mà cái tần suất của dấu hiệu mặt kính mờ tiếp tục giảm trong khoảng 57% các trường hợp và chúng ta thấy rằng là cái tình hình đông đặc và các cái tổn thương mà phối hợp nó xuất hiện trong 40% các trường hợp à, trong nhóm 3 và 53% trường hợp các trong nhóm 4. Như vậy ta thấy rằng là các cái tổn dấu hiệu tổn thương trên phim phổi người ta cũng ghi nhận giống như là trong y văn mà chúng tôi đã vừa trình bày. Đây là một số những cái phim trong cái nhóm 81 bệnh nhân đã được nghiên cứu tại bệnh viện Đại học Vũ Hán. Thì cái hình đầu tiên là cái hình của một cái người đàn ông 56 tuổi 3 à, ngày xảy ra sau triệu chứng thì ta thấy Trên cái à, 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 Phổi ở thùy trên bên phải Nó có cái dấu hiệu này là dấu hiệu mặt kính mờ à. Còn cái hình thứ hai là cái hình xảy ra ở một cái bệnh nhân phụ nữ 74 tuổi à, Xảy ra 10 ngày sau khi mà có triệu chứng tổn thương chúng ta cũng mô tả cho thấy rằng là tổn thương là cái đông đặc của nhiều uh, cái thùy phổi và đông đặc của cả hai bên phổi cái đông đặc chủ yếu ở đây là nó nằm ở ngoại biên và trong đó cái bề dài cái bề dài lớn của nó nằm áp sát cái thành ngực và đây là cái đặc thù của cái kiểu tổn thương đông đặc viêm phổi của bệnh nhân Covid-19 À, cái bệnh nhân thứ ba đây là một cái bệnh nhân nữ 61 tuổi và đây là cái phim phổi xảy ra 20 ngày sau khi bệnh nhân có triệu chứng thì tổn thương ta cũng thấy rằng là đó là một cái tổn thương đông đặc lan rộng và xuất hiện ở cả hai phổi với cái tổn thương chủ yếu là nằm ở ngoại biên nằm ở thùy dưới thùy dưới phổi và cái cái đáy lớn của nó nằm áp sát cái thành ngực ở vùng ngoại biên cái cái phim thứ tư phim D này đây là một cái phim của người phụ nữ 63 tuổi và xuất hiện 17 ngày sau khi mà xuất hiện triệu chứng thì tổn thương ta cũng thấy rằng là tổn thương của nó là một cái tổn thương đông đặc xuất hiện ở cả hai phổi bên phải và bên trái và trong cái tổn thương đông đặc này nó cũng mang cái đặc điểm nó xuất hiện ở thùy dưới trong cái hình tổn thương đông đặc này thì chúng ta thấy cái dấu hiệu e trong cột và nó xuất hiện cả hai thùy phổi. Đây là cái dấu hiệu của một cái bệnh nhân nam 60 tuổi và xuất hiện 8 ngày sau khi xuất hiện triệu chứng và trên cái phim này thì chúng ta thấy rằng là cái tổn thương, cái dấu hiệu này là cái dấu hiệu gì? Dấu hiệu ground glass pattern tức là dấu hiệu mặt kính mờ. Chúng ta thấy tổn thương cả hai bên phổi và trong cái dấu hiệu mặt kính mờ này Lm chúng ta cũng thấy dấu hiệu E-Proncogram, dấu hiệu cành cây E-Proncogram trong cái mặt kính mờ này tổn thương. Và khi mà nó tổn thương nặng thì chúng ta cũng thấy dấu hiệu mặt kính mờ này nó càng lan tỏa lên hơn nữa và nó muốn chuẩn bị nó tiến tới à, về đông đặc phổi. Và bệnh nhân này khi mà bệnh nó diễn biến nặng hơn à, thì bệnh nhân này cái chung cuộc là tử vong 4 ngày sau khi được chụp cái phim uh, CT scan với cái tổn thương phổi như thế. Đây là cái phim này là một cái phim uh, chụp ở một cái bệnh nhân nam 77 tuổi và 5 ngày sau khi phát hiện triệu chứng trên cái phim đầu tiên trên phim A thì chúng ta thấy dấu hiệu mặt kính mờ nó xuất hiện cả hai bên và tổn thương nó nằm ở dưới cái màng phổi ở đây. Vào ngày thứ 15 của bệnh nhân này thì các cái tổn thương này ờ uh, uh, nó cái tổn thương mặt kính mờ này nó phát triển nhiều hơn và chúng ta thấy cái dấu hiệu này là dấu hiệu gì dấu hiệu dặn khảm resin paving pattern à, dấu hiệu dặn khảm tức là bệnh nó đã tiến triển nhiều hơn và đến ngày 20 thì cái bệnh nhân này chúng ta thấy rằng là các cái tổn thương nó phát triển nhiều hơn cho tới cái biểu hiện của tình trạng đông đặc phổi và tổn thương nó tệ hơn và bệnh nhân này sau cái tổn thương cái chụp phim CT uh, C là này 10 ngày thì bệnh nhân này tử vong. Đây là một cái phim của một cái bệnh phụ nữ mà 42 tuổi, 3 ngày sau khi khởi phát thì tổn thương chúng ta thấy ngoài những cái đông đặc xuất hiện của ở cả hai bên phổi và những cái patchy nó uh, những cái đông đặc nó nằm rải rác ở những cái phổi khác. Thì uh, đến ngày thứ bảy thì mình thấy chúng ta thấy các cái tổn thương đông đặc trên phổi này nó gia tăng lên. À, cả hai cũng cả hai bên phổi và đến à, cái à, ngày thứ 11 thì à, các cái tổn thương này à, 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 bắt đầu thì mình thấy là nó đỡ đi nó đỡ hơn à các tổn thương trên phim C nó đỡ hơn trên phim B đến cái à, ngày thứ 18 tức là trên phim D này thì chúng ta thấy các cái tổn thương gần như là đã biến mất và bệnh nhân này được xuất viện hai ngày sau cái khi mà được chụp phim uh, chụp cái phim uh, D này. Đây là một cái phim mà xuất hiện uh, ở một cái phụ nữ 42 ờ uh, à, xin lỗi. Như vậy thì uh, cái công cụ uh, chẩn đoán thứ hai cho chúng ta rất là quan trọng, tức là các cái chẩn đoán về mặt hình ảnh, đặc biệt là trên phim X quang và hơn nữa là trên phim CT scan. Sau khi mà chúng ta có định hướng chẩn đoán rồi thì chúng ta sẽ làm một số những cái xét nghiệm vi sinh để xác định chẩn đoán. Đối với xét nghiệm vi sinh để mà xác định chẩn đoán thì đầu tiên mà chúng ta thường nói nhất đó là chúng ta sẽ làm một cái xét nghiệm tìm axit nucleic của cái SARS-CoV virus SARS-CoV-2. Thì cái xét nghiệm axit nucleic là cái phương pháp được ưu tiên để và quan trọng nhất để mà chẩn đoán cái COVID-19. Về cái quy trình xét nghiệm này đó thì cái mẫu thử sau khi được lấy nó sẽ được xử lý trước và sau đó virus nó sẽ được ly giải để chiết xuất ra cái axit nucleic. Mẫu nó sẽ được gửi tới phòng xét nghiệm và cái vật chất di truyền RNA của virus nó được tách chiết và cái RNA này nó sẽ được xử lý bằng một cái phản ứng chuyển mã ngược để chuyển mã thông tin từ RNA nó chuyển thành DNA và sau đó cái chuỗi phản ứng PCR nó sẽ nhân cái DNA lên hàng tỷ bản sao và đối với con virus SARS-CoV-2 này thì chúng ta biết rằng nó chứa khoảng 32.000 axit nucleotic nên mỗi bộ xét nghiệm tức là các test kit nó có thể sử dụng các cái chuỗi đầu mồi các cái primer nó khác nhau cái điều quan trọng là chúng ta cần phải hiểu rằng là đối với con virus này SARS-CoV này là nó có chủ yếu là nó có ba cái axit nucleic cái à uh, axit nucleic đầu tiên rất là quan trọng đó là cái axit open reading frame 1A per B tức là OLRB 1AB. Cái uh, axit nucleic thứ hai tức là nucleocapsid protein N và cái uh, axit nucleic thứ ba là cái gene protein vỏ E. Nó sẽ được khuếch đại bằng cái công nghệ định lượng PCR tức là real time PCR để mà chẩn đoán và sau đó <laughs> cái tiêu chuẩn để mà chúng ta chẩn đoán một cái xét nghiệm tìm axit nucleic dương tính đó là gene ORF1AB dương tính và hoặc gene anh hoặc là gene y e là dương tính. Cái vấn đề của chúng ta là đối với cái xét nghiệm này nó là như thế. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta làm cái xét nghiệm tìm axit nucleic của cái SARS-CoV của virus SARS-CoV-2 này thì ưu điểm là khi mà chúng ta thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật Thì rõ ràng là cái kỹ thuật real time PCR này có độ nhạy và độ chính xác rất là cao Nó giúp cho chúng ta để chẩn đoán xác định rằng là bệnh nhân có nhiễm cái Covid-19 Tuy nhiên cái nhược điểm của cái phương pháp này nó vẫn có những cái trường hợp mà dương tính giả hoặc là âm tính giả Đối với những trường hợp dương tính giả là sao? Là có khi là bệnh nhân đã nhiễm cái con virus đó rồi tuy nhiên sau đó thì cái con virus nó chết nhưng mà nó vương vãi một số những cái adn của nó còn lại và bây giờ ta lại bắt những cái adn của con virus chết đó chúng ta nhân nó lên hàng tỷ hàng tỷ bản rồi chúng ta sẽ kết luận rằng là bệnh nhân bị nhiễm thì điều đó là nó sai thành ra là cái chuyện này nó có thể gây ra các cái dương tính giả nhưng mà cái điều quan trọng hơn nữa tức là các cái xét nghiệm này nó có thể là những cái xét nghiệm âm tính giả tại sao nó có thể âm tính giả là bởi vì có thể là chúng ta lấy mẫu trong cái giai đoạn quá sớm của cái à, tiến trình nhiễm bệnh và lượng virus nó không đủ nhiều để mà chúng ta phát hiện à, được hoặc là có thể là do bệnh nhân nó không có những cái triệu chứng bệnh đường hô hấp nặng do đó cái số lượng virus ở mũi và họng nó cũng chưa nhiều à, và chúng ta phết mũi họng thì lúc đó cái số lượng virus nó ít quá thành ra chúng ta kiếm không ra à, hoặc là cái virus của cái trong cái người nhiễm nó có đột biến và như vậy là thì chúng ta đang làm các cái primer các cái điểm mồi với cái chủng của cái virus theo cái kiểu cũ thì bây giờ nếu nó đột biến ra cái virus chủng mới thì với cái cái xét nghiệm theo cái kiểu primer mà cũ của chúng ta thì không thể phát hiện được hoặc là có khi là chúng ta cái cách lấy mẫu của chúng ta chưa chuẩn và do đó chúng ta không có kiếm ra được cái virus hoặc là trong cái quá trình bảo quản và vận chuyển mẫu nó có vấn đề à, nó làm cho virus nó chết đi hoặc là có thể là do chúng ta không có những cái máy móc tự động thì các cái xét nghiệm thủ công nó khó có thể đáp ứng được cái yêu cầu để có thể tìm <laughs> ra được cái con virus này. Và các cái xét nghiệm này nó cần được trang bị với các cái máy móc đầy đủ và được uh, uh, thực hiện bởi những người đã qua đào tạo. Uh, ngoài ra chúng ta cũng uh, cũng cũng uh, ghi nhận rằng là có một số những cái test nhanh để tìm axit uh, nucleic của cái SARS-CoV-2 này, một số những cái test nhanh của chúng ta đó. Uh, cũng nói rằng là làm bằng cái kỹ thuật uh, real-time PCR để chẩn đoán nhưng mà chúng ta thường những cái test nhanh này có khi người ta chỉ có làm trên uh, xác định trên một cái axit nucleic là ORF 1A suyệt B thôi chứ nó không làm cái cái cặp sau là gene N hoặc là gene Y bởi vậy cho nên nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân mà không có cái ORF mà trong trường hợp mà bệnh nhân có xin in hoặc là xin y thì một số những cái test nhanh mà chỉ làm trên một SIN thôi đó thì nó có thể bỏ sót như vậy thì đó là cái trường hợp nó có thể gây ra các cái âm tính giả và bởi vậy cho nên khi mà chúng ta sử dụng một cái test thì chúng ta cần phải biết thực sự cái giá trị của nó là cái gì nó có âm giả hay không nó có dương giả hay không để mà chúng ta sử dụng cho nó đúng cho tới nay thì chúng ta còn vẫn chưa có báo cáo đầy đủ những cái tỷ lệ âm tính giả của các cái xét nghiệm này nó là bao nhiêu và đây là các cái hình ảnh à, tượng trưng để cho chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng à, xét nghiệm tìm axit nucleic à, để chẩn đoán và bệnh nhân bị cái à, sars cov 2 à, bằng các cái phòng sinh học phân tử rất là hiện đại nó như thế. Cái biện pháp thứ hai là chúng ta có thể áp dụng à, việc giải trình tự sinh nó các cái giải trình trình tự gen tức là mẫu nó được đưa tới các cái phòng xét nghiệm chuyên sâu và chúng ta sẽ dùng cái uh, máy móc để mà sequence tức là giải trình tự gen của cái con virus này uh, nếu có kết quả thì nó sẽ giúp chúng ta khẳng định và mô tả đặc tính. Tuy nhiên thì uh, cái uh, xét nghiệm bằng cách mà sequence tức là giải cái trình tự gen này thì trên thực tế hiện nay thì chúng ta ít khi làm một cái xét nghiệm thứ ba mà chúng ta có thể áp dụng để mà làm đó là chúng ta xét nghiệm các cái để phát hiện các cái kháng thể trong huyết thanh của người bệnh các cái xét nghiệm để phát hiện kháng thể trong huyết thanh này thì nó bao gồm các cái phương pháp như là sắc ký miễn dịch dàn keo dùng cái phương pháp elisa hoặc là dùng cái phương pháp miễn dịch phát quang quá và chúng ta có thể xét nghiệm cái igm đặc biệt huyết thanh hoặc là cái hiệu giá kháng thể IgG đặc biệt trong giai đoạn hồi, hồi phục nó sẽ tăng gấp 4 lần trong giai đoạn cấp và chúng ta có thể sử dụng để làm tiêu chuẩn chẩn đoán cho bệnh nhân nghi ngờ mắc covid trong trường hợp xét nghiệm axit nucleic âm tính chúng ta cũng có thể hiểu rằng là với cơ thể của một người bệnh sau khi mà tiếp xúc tức là bị nhiễm bệnh cái cái virus covid 19 này thì uh, sau đó thì cơ thể người của người bệnh uh, của chúng ta sẽ phản ứng lại và sau đó sẽ sinh ra các, các kháng thể. Uh, kháng thể IgM nó sẽ xuất hiện uh, sau 7 cho tới 10 ngày mà bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Còn kháng thể IgG đó thì thường là nó xuất hiện sau 12 cho tới 14 ngày. Do đó, chúng ta có thể áp dụng các cái biện pháp để phát hiện cái kháng thể uh, trong người bệnh để xác định rằng là tình hình người bệnh có bị nhiễm hay không. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ lưu ý rằng là đối với IgM nó chỉ xuất hiện uh, sau 7 ngày của bệnh nhân nhiễm và đối với IgG thì nó chỉ xuất hiện sau 12 tới 14 ngày của uh, người mà bệnh nhiễm. Uh, do đó những cái xét nghiệm uh, khi mà chúng ta sử dụng cái phương pháp xét nghiệm phát hiện phát hiện để kháng thể huyết uh, thanh như một số những cái trường hợp test nhanh để mà lấy máu để mà làm cái này mà chúng ta đã biết đó thì cái ý nghĩa của nó thì thường nó chỉ giúp cho chúng ta cho biết rằng là cái người bệnh này đã từng bị bệnh và thứ hai là đó đã có cái sức đề kháng tức là tạo ra được một cái kháng thể để kháng với cái con virus này ở trong máu còn nếu mà chứ nó khó mà giúp cho chúng ta biết rằng là bệnh nhân đang nhiễm bệnh ngoại trừ là chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta xác định được cái thời điểm bệnh nhân bị mắc bệnh và phải 7 ngày sau chúng ta xác định được cái igm của bệnh nhân này nó tăng lên thì lúc đó chúng ta mới có thể tạm là xác định bệnh nhân bị nhiễm bệnh như vậy thì cái xét nghiệm về phát hiện kháng nguyên kháng thể huyết thanh của chúng ta, cái giá trị của nó chỉ có nằm ở chuyện như vậy thôi chứ không phải là lúc nào chúng ta dùng cái xét nghiệm này mà gọi là dương tính thì chúng ta có thể khẳng định rằng là bệnh nhân đang bị bệnh thì cái điều đó là nó không đúng. Đây là một số những cái test nhanh mà xét nghiệm về kháng thể mà chúng ta đã đã sử dụng để áp dụng xác định phát hiện những cái trường hợp nhiễm bệnh, những cái trường hợp mà đã từng nhiễm bệnh những cái trường hợp mà đã từng kháng thể thường là chúng ta đã áp dụng trên một cái quần thể nghi ngờ mà chúng ta đang cách ly là chúng ta làm cái xét nghiệm này thì nó là như thế cái biện pháp thứ tư để mà chúng ta có thể xác định để uh, một cái bệnh nhân bị nhiễm virus đó là phân lập và nuôi cấy virus và chúng ta sẽ thực hiện cái việc nuôi cấy virus phải thực hiện trong phòng thí nghiệm có độ an toàn sinh học cấp 3 rất là nghiêm ngặt nếu mà chúng ta phát hiện được cái axit nucleic thì chúng ta chứng tỏ rằng nuôi cấy thành công và chúng ta sẽ đo lường cái hiệu giá của virus. Mặt khác thì chúng ta, cái khả năng sống của virus thì nó sẽ được xác định bởi các đơn vị hình thành mảng tức là PFO. À, như vậy thì chúng ta, à, nãy giờ tôi đã trình bày với quý vị có bốn cách để mà chúng ta sẽ à, chẩn đoán, xác định à, một cái bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Nhưng mà trên thực tế, thì hiện nay thì chúng ta sẽ chỉ áp dụng cái phương pháp chính yếu nhất để xác định nó đó là dùng Real Time PCR, RT-PCR để chẩn đoán, phát hiện cái axit nucleic của virus tức là phát hiện cái kháng nguyên, đó là cái biện pháp chính yếu nhất Cái biện pháp thứ hai là chúng ta sử dụng để phát hiện cái kháng thể phương pháp để phát hiện kháng thể huyết thanh của cái người bệnh, đó là phương pháp thứ hai còn hai cái phương pháp kia thì ít khi mà chúng ta làm hơn nữa thì người ta cũng không khuyến khích cái việc chúng ta cấy virus trong phòng thí nghiệm là bởi vì trong cái giai đoạn này cái giá trị để chẩn đoán của nó thì nó tốt nhưng mà thật ra nó không cao cái thứ hai tốn nhiều thời gian cái thứ ba nó có thể nó lây nhiễm cái thành ra là người ta không khuyến khích cái việc nuôi cấy virus hiện nay ở Việt Nam của mình đó của chúng ta thì nó có 110 phòng xét nghiệm có đủ cái năng lực để xét nghiệm COVID-19. Trong đó ngành y tế có 95 phòng và các ngành khác nó có 15 phòng. 15 phòng này gồm có 8 phòng của nông nghiệp và 7 phòng của quốc phòng. Công suất xét nghiệm tối đa của tất cả 110 phòng xét nghiệm này là 27.000 mẫu trong một ngày đối với kỹ thuật real time PCR. Đây là 38 phòng <laughs> xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định COVID-19. Gồm có nhánh bên trái, tay trái của tôi có 19 và nhánh bên tay phải có 19. Trong cái số này thì chúng ta thấy có Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng là một cái cơ sở đã được thẩm định và được cho cấp phép để mà làm xét nghiệm khẳng định cái COVID-19 này về các cái tần suất xét nghiệm sars cov 2 cho người bệnh để theo dõi một cái xét nghiệm trong điều trị thì trong trường hợp mà một cái bệnh nhân mà xác định mắc covid 19 thì chúng ta cần phải lấy mẫu xét nghiệm xét nghiệm bệnh phẩm là dịch hô hấp và xét nghiệm nhắc lại với khoảng cách mỗi 2 cho tới 4 ngày hoặc là ngắn hơn nếu cần thiết cho tới khi cái kết quả của người bệnh là âm tính. Còn những cái trường hợp nghi ngờ, kể cả những trường hợp đã được xác định được tác nhân gây bệnh thông thường khác. Thì ví dụ như cúm chẳng hạn vậy mà chúng ta vẫn còn nghi ngờ bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 thì chúng ta cần phải làm xét nghiệm khẳng định để xác định bệnh nhân bị nhiễm SARS-CoV-2 ít nhất là một lần. Về cái yêu cầu xét nghiệm trước khi ra viện thì ít nhất bệnh nhân phải có hai mẫu liên tiếp bệnh nhân là bệnh phẩm của dịch đường hô hấp, có thể là dịch tỵ hầu và họng và lấy mẫu cách nhau 24 tiếng và xét nghiệm âm tính đối với SARS-CoV đó là tần suất và tiêu chí để mà chúng ta làm các cái xét nghiệm để chẩn đoán cho những cái bệnh nhân bị nhiễm sars cov 2 thì phần trình bày của tôi đến đây là hết xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn mấy giờ rồi bao nhiêu phút này 10 giờ 48 48 phút ok cái cần nó rõ, rõ rồi thì chắc cũng không có câu hỏi